thành phố cà phê, đô thị chữa lành, thành phố bản sắc. Có quy mô 45,45 hectare, thành phố cà phê có vị trí đắc địa, tọa lạc ngay tọa độ vàng của thủ phủ cà phê toàn cầu. Trung tâm của tuyến đường huyết mạch của vùng nông sản tỷ đô sẽ trở thành cửa ngõ của Tây Nguyên đại ngàn. Tại đây, hệ thống hạ tầng được xây dựng đồng bộ, chuẩn mực theo tiêu chuẩn cao cấp nhất. Hệ thống nước thải xử lý theo công nghệ Đan Mạch. Hệ thống đường nội khu tới 50m và rộng nhất Việt Nam. Mật độ xây dựng chỉ 27% và diện tích cây xanh, diện tích mặt nước phủ hơn 50% toàn dự án. Thành phố cà phê hội tụ những không gian sống đặc biệt, khác biệt, duy nhất, chưa từng có tại Việt Nam, theo lối sống xanh, bản sắc, thịnh vượng. Lần đầu tiên và duy nhất tại Tây Nguyên, chủ nhân của một khu đô thị được tận hưởng hệ thống tiện ích nội khu đặc biệt, khác biệt, duy nhất. Cùng với những tiện ích chưa từng có ngay trong nội khu, chủ nhân thành phố cà phê còn được nhận các lợi ích cộng hưởng những ưu đãi đặc biệt từ hệ sinh thái của tập đoàn Trung Nguyên Legend giúp tạo dựng cộng đồng tỉnh thức. Một trong những công trình đặc biệt của thành phố cà phê chính là Bảo tàng Thế giới cà phê. Sau 3 năm mở cửa, Bảo tàng Thế giới cà phê đã đón 2,5 triệu lượt khách tham quan đến từ 22 quốc gia trên thế giới. Dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành có thể giúp thay đổi lối sống, vốn rất phổ biến ở các quốc gia phát triển bậc nhất như Nhật Bản, Hoa Kỳ. Tất cả các thiết kế nhà ở, tiện ích tại thành phố cà phê đều tập trung vì sự phát triển khỏe mạnh và giàu có về thân, tâm, trí cho mọi chủ nhân. Kiến trúc của nhà phố thương mại được cảm tác từ tác phẩm âm nhạc đầu tiên trên thế giới về cà phê, The Cantata Coffee của thiên tài âm nhạc Johann Sebastian Bach, nơi tập trung các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới. Còn không gian nhà ở liên kế Tesla là những ngôi nhà có hệ thống quản trị thông minh, tối ưu, tối giản, được lấy cảm hứng từ thành tựu cuộc đời của Nikola Tesla, nhà phát minh vĩ đại với nhiều đóng góp khoa học giúp thay đổi đời sống nhân loại. Một trong những công trình tiêu biểu là niềm tự hào của thành phố cà phê chính là trường mầm non Loving và trường tiểu học Happy, được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục. Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức, khao khát truy cầu và sẻ chia chân lý. Vì những giá trị tốt đẹp mà Trung Nguyên Legend muốn dành cho Buôn Ma Thuột, nên các đối tác chiến lược của thành phố cà phê cũng là những đối tác danh tiếng hàng đầu trên thế giới. Thành phố cà phê, thành phố mẫu mực, cộng đồng tỉnh thức.